Hey, hello, xin chào tất cả quý vị và quý bạn. Buổi chiều đầu tháng hôm nay TV sẽ tiếp tục lên review các sản phẩm bên cửa hàng TV các bác nhá. Có những cái mặt hàng mới về này và có những cái mặt hàng cũ. Đó thì dạo này nó tắc biên đi các bác. Hàng cực kỳ có về luôn. Hàng thì tiến rất nhiều nhưng mà nó tắc biên là tháng hơn tháng nay giờ hàng cũng không về được. Thì mới về được hai đôi STX812M và một đôi Sup. Đó thì hàng về đến đâu thì Tiến BB sẽ review cho bác đến đấy rồi sẽ báo giá cho bác các bác nhá. Các bác xem video hay nhớ cho em Tiến một like, bấm đăng ký kênh, bấm chuông, chia sẻ thật nhiều cho BB các bác nhá. Vâng, hàng này là hàng cũ có hàng mới các bác nhá. Đấy, em cứ giới thiệu sơ qua đến đâu em báo giá đến đấy các bác nhá. Đây là ASB này, 6118 hàng bãi made in USA này. Đấy, giá là 55 triệu một cặp các bác nhá. Thì riêng hôm nay đầu tháng em giảm được 30 triệu, còn 54 triệu một cặp. Đó, Sup PV 10 triệu một chiếc. Trước là không bao fit, đầu tháng em bao fit được bác nhé. Đấy, còn đây là hai đôi loa BD 5212-43. Trước em bán là 45 triệu, thì bây em bán gọi là thanh lý đi. Đấy các bác gọi là 40 triệu bao fit. Đấy, hàng đọc đấy thôi, em đọc bán đấy cũng luôn được bác nhé. Đây là cái gì nhỉ? 712 mà hiện tại em Tiến vẫn còn hai đôi các bác nha. Giá 35 triệu một đôi. Đó, bao ship cho các bác toàn quốc. TL 125 hàng như mới tinh các bác nha, thiếu hộp xốp thôi. Trước em Tiến báo là 15 triệu đấy thì hôm nay em Tiến giảm 500 còn 14 triệu 500 các bác nha. Sup KS21 giá 60 triệu một cặp, bao ship cho các bác. Đấy, vàng nít tần sao này là trước là 3 triệu các bên em lấy các 3 triệu 3 một chiếc. Đẩy AAB STD 1004 hàng của Tân Cường nhá. Trước em bán 10 triệu thì bây em bán 10 triệu 500 bao ship của các bác. Đó, còn đây những bộ nít của nít tần sao thì là nó hàng M300 này, nó là hàng thương hiệu rồi, hàng nổi tiếng rồi các bác nhá. Thì những cái hàng này em đang bán giá là 2 triệu 8 một bộ. Đó, đây là loa SRX725 hàng mới tinh của em bỏ ra để em test con loa test nhà các bác ấy, thì em mới sơn lại căng rồi. Thì nếu bác nào thiện chí lấy, em lấy 62 triệu có nhá, bao ship cho bác toàn quốc. Đó, còn những cái hàng mà SRX725 full shop, nói chung là căng thì bây giờ nó có hàng gì có nhá, hàng trong mới trong hộp vẫn có hàng gì có nhá. CD liền kề có một hai đôi CD liền kề thôi. Đó, giá bên em Tiến đang bán giá là 71 triệu bao ship cho các bác. Đó, không phải úp bỏ giá hết các bác nhá. Đó, còn đây là loa Sup VRX118 made in Mexico. Đấy, đấy em Tiến đang bán là 13 triệu 500 một chiếc bao ship toàn quốc cho các bác. Còn đây là ASB 6118 hàng full shop các bác nhá, hàng full shop các bác nhá. Full shop giá là 65 triệu một đôi bao ship. Đó, và hôm nay quay về cái chủ đề chính là hai đôi STX812M, em sẽ báo giá cho các bác coi nha. Còn những cái bộ A tay này các bác thiện chí mua cứ liên hệ trực tiếp với Tiến TV, trước TV mình báo giá rồi bây không còn báo nữa. Đó, đây là AM4215-95 hàng made in USA, hàng bãi các bác nhá, đẹp mê mẩn luôn. Giá thì có 25 triệu bao ship cho các bác. Made in USA các bác nhá. Coi nữa là made in USA này. Đấy, còn các bác đi mua hàng mới là Mexico, nói chung là nó không khác nhau gì đâu. Người thích USA, người thích Mexico, tùy. Còn đâu là các bác mua hàng bên em Tiến là em Tiến bao zin, bao ship cho các bác, sai các bác trả lại các bác nhá. Đó, 25 triệu bao ship. Còn đây là đôi loa AM 6215-64. Đó, một củ bát 220 côn 100 2226HBN và một chiếc chép kèn 2431. Chép của loa này và loa 715 thì như nhau. Bát thì là bát thường. Phân tần thì gấu hơn là 715. Đây là cái giá thành nó mắc hơn 715 một tí thôi nha. Giá thành hiện tại em đang bán đã là 50 triệu một đôi này, bao ship cho các bác. Đó, 50 triệu một đôi bao ship. Đây là AM 6215-64, có một đôi duy nhất thôi. Đó. Còn những cái đẩy 1201 này này, và 1202 này, này em bán đồng giá 15 triệu hết các bác nhé, đồng giá 15 triệu hết.
còn đẩy 1.200 mặt đen, 1.200 mặt đen đấy, đây đang bán giá là 11.500 một chiếc thôi nhé, 11.500 một chiếc. Hàng em không để bụi đâu, chưa đâu chùi đâu, có như mới tinh hết các bác. Còn đây là về đôi loa Phúc, Phúc này nó là mã gì nhỉ? Phúc này là của nó là không có e-căng gì đâu, bên kia họ lắp e-căng vào rồi để tránh chặn trò tay vào đấy. Bát của cái loa Phúc này là cũng như là cái ASB 6118 đấy, hay là STX 818 á. Bát cũ nó là 2242 HPN đen đen các bác nhá. Nói chung là thùng góc cạnh thì nó không được đẹp lắm, nói thẳng định nó không được đẹp lắm đấy. Còn loa bát thì em bao zin bao xịn cho các bác hết các bác nhá. Đây các bác này, bên kia họ còn buộc quấn tay như là nguyên này. Cái này nó là model nó là 4645B đấy các bác nhá, 4645B. Thì đôi suốt này em bán cho các bác giá cực kỳ hấp dẫn luôn các bác. Các bác thì mua đôi suốt này thì là phải nói là tuyệt vời. Giá đôi suốt này là em tiến bán cho các bác là giá 30 triệu các bác nhá. 30 triệu tại cửa hàng không bao ship đâu, tại vì là này nó rất to và lắm. Em nói là thùng vách thì nói chung nó không được đẹp các bác nhá, thì mới cái giá này thôi. Đấy, 30 triệu không bao ship. Còn đây là hai đôi STX815M có nhá, hàng bãi về nào em để y chang thế. Vừa mới tháo ốc e căng nhất ra thôi các bác nha, có hơi đúng vị một tí. Còn loa thì đẹp vĩ mãn luôn các bác, không nghĩ ngợi gì rồi. Màng loa thì là vàng ươm. Đó. Cái này nó là STX812M các bác nhá. STX812R Made in USA, Mexico thì các bác. Có hai đôi duy nhất thôi các bác nha. Hiện tại đầu tháng em tiến bán cho các bác giá là 40 triệu một đôi bao fit toàn quốc các bác nha. 40 triệu một đôi tiến đi bao fit toàn quốc cho các bác. Đó. Các bác nha. Cực kỳ hấp dẫn luôn. Đấy. Nó đắt hơn đằng 72 một ít thôi. 72 các bác mua thì là 35-36 triệu. Nhưng mà riêng hàng này của nó có 40 triệu các bác. Đấy, lời nhớ cực kỳ ok. Các bác nào mua thì nên hệ sớm, cũng chỉ có hai đôi thôi các bác nha. Thì ít em biết còn về nhiều model lắm. Nó như là 4715 này, Phúc kép 40 này, 4735A này, MS112 này. Nói chung nó nhiều hàng lắm các bác, cũng không lòng hết được trên video đâu. Thì hàng cứ về đến đâu thì em sẽ review và báo giá trực tiếp cho các bác. Các bác nha. Hôm nay mừng một rất hoan hỉ được mời các bác mua hàng bên Tiến để được có những cái giá tốt nhất các bác nha. Đấy, các bác có thiện chí mua alo trực tiếp cho Tiến đi để được cái giá cực kỳ hấp dẫn trong ngày mừng một đó. Vâng, video thì em Tiến làm ngắn thôi, 5-7 phút 10 phút thì đấy thôi các bác nha. Các bác xem video hay nhớ cho em Tiến một like, bấm đăng ký kênh, bấm chuông, chia sẻ thật nhiều cho Tiến BB các bác nha. Thank you rất nhiều đã xem hết video của Tiến BB.